Thông tin tiểu sử MC BTV Tạ Bích Loan. Tạ Bích Loan, sinh 1968, là một nhà báo, người dẫn chương trình, MC, biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Chị là người tham gia biên tập và dẫn các chương trình Bảy Sắc Cầu Vồng, Đường Lên Đỉnh Olympia, Người Đương Thời và Khởi Nghiệp Đã và Đang. Phát trên sóng VTV3, hiện tại chị đang là giám đốc kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam. Tạ Bích Loan sinh năm 1968, tại thôn Thọ Thái, xã Yên Hưng, huyện Yên Mô, Ninh Bình, tốt nghiệp trường cấp 3 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Chị từng tốt nghiệp đại học và cao học tại trường Đại học Tổng hợp Lomonosov ở Nga. Biết rằng Tạ Bích Loan có hai người con là Khuất Ly Nam mở ngoặc đơn SN 1992 và Khuất Minh Hoàng mở ngoặc đơn SN 2009, Tạ Bích Loan đặt tên con gái là Lina dù chồng Loan là người Việt Nam 100%. Tạ Bích Loan nói Lina sinh ra trong ký túc xá của Liên bang Xô Viết cũ trong năm cuối. Cùng khi Tạ Bích Loan làm nghiên cứu sinh ở đó, vợ chồng Loan đặt tên con là Linh, nhưng mọi người cứ gọi trệch đi là Lina. Ai đã từng gặp và tiếp xúc với Tạ Bích Loan sẽ thấy ở chị một sự gần gũi, dễ mến, ít chia sẻ về đời sống cá nhân với truyền thông. Nhưng một trong những hạnh phúc lớn của chị chính là có thời gian rảnh rỗi được chăm sóc gia đình. Tạ Bích Loan từng làm trưởng ban biên tập VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam. Tạ Bích Loan làm giám đốc kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam. Tạ Bích Loan đạt kỷ lục về các show truyền hình nóng bỏng, công phu, cảm động, tạo được độ rung động mạnh mẽ trong các chương trình như Đường Lên Đỉnh Olympia, Bảy Sắc Cầu Vồng, Người Đương Thời, Chuyện Đương Thời, ngày 27 tháng 5 năm 2016, Tạ Bích Loan dẫn chương trình 60 phút mở về vấn đề có tên gọi chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì đã gây tranh cãi khi thiếu độ trung tính cần thiết, nhiều lúc hơi để cảm xúc cá nhân chi phối. Khi phỏng vấn MC Phan Anh, các chương trình đã dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia, Bảy Sắc Cầu Vồng, Người Đương Thời, Chuyện Đương Thời, Khởi Nghiệp 60 phút mở.